Sau hơn 40 năm sưu tầm, ông Kim Khải ngụ tại xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có cho mình bộ sưu tập tiền xu cổ độc nhất miền Tây. Ông dành hơn nửa đời người để đi tìm kiếm hồn dân tộc với số lượng gần 1.000 đồng xu. Nguồn gốc các đồng này từ những triều đại phong kiến. Suốt nhiều năm sưu tầm, ông tâm đắc nhất là bộ tiền cổ được thiết kế theo hình bản đồ Việt Nam, được bày trí khéo léo trên bản đồ theo đúng thứ tự, từ thời nhà Đinh năm 980 kéo dài qua các đời Lý, Trần, cho đến đồng tiền xu hiện hành. Chủ nhân có thể đọc và hiểu rõ lịch sử hiện vật qua từng niên đại. Mục đích chiếc bản đồ này là để cho con cháu đời sau nhìn vào, biết được nguồn gốc lịch sử đất nước, tìm về cội nguồn của dân tộc. Cái số tiền lượng tiền đó thì tôi chỉ gói ghém trên cái bản đồ nhỏ này. Nhưng mà sau đó lượng tiền nó phong phú hơn, tôi sẽ làm cái bản đồ lớn hơn để gắn những cái đồng tiền mà mình mới tìm được. Thành ra bản đồ này có trước, tiền cổ cũng có trước. Bản đồ tiền cổ có sao là số lượng tiền nó nhiều. Theo lời ông Khải, những đồng tiền cổ thời xưa thường được đúc bằng hai chất liệu chính là đồng và kẽm. Riêng đối với đồng xu được đúc bằng đồng quý hơn so với đồng xu đúc bằng kẽm. Vì thế khi mua lại thì mệnh giá cũng có phần chênh lệch khá cao. Nhưng với giá nào thì cái chính khi ông thu mua lại cũng xuất phát từ việc mong muốn giữ gìn cổ vật nước nhà.